Bộ phụ tùng này là bộ phụ tùng hàng loại 1 và bánh bánh 500 trừ 12, bánh to. Bộ này thì nó cũng giống cái bộ phiên bản trước thôi, nhưng mà thay bánh xe thôi. Thì em vẫn cứ giới thiệu sơ bộ cho các bạn là về chi tiết từng món một. Trước tiên là về trái tim của bộ xe này, chính là bộ cầu trục sau. Bộ cầu này thì bên em chuyên cái hàng loại 1 cho các khách hàng. Cầu này thì ví dụ như cây cầu 90 cm này, thì các bạn nào đang sở hữu cái cầu 90, các bạn có thể cân nặng lên để so sánh. Thì cái cây cầu này của bên em là 27,5 kg. Đấy. Bộ này thì có đặc điểm là cái G của nó là G63. Hàng nhà máy này chuyên làm là hàng G tâm này 63 này. Tim ốc là chuẩn 70 luôn các bạn nhé. Còn một loại khác nữa, cầu loại khác nữa thì nó là 10,1.6 chứ không phải là 70. Và cái lỗ tâm này lỗ 70. Các bạn có một cái cầu 90, các bạn có thể cân nặng lên để so sánh với cái hàng này. Sở hữu cân nặng nhiều hơn, bởi vì nó có cái mâm rừng này rất là nặng. Cái mâm dày cho nên là ít khi bị vỡ. Vỏ sọ dày và mâm dày, ống cầu dày. Đấy, cho nên là nó ít khi bị bể khi các bạn vào cua hoặc là lật xe. Đấy, cái bên em bán này kể cả là vận chuyển cũng gần như chưa bao giờ bị vỡ cái tăm bua này, chứ chưa nói gì đến quá trình chạy, thì gần như là chưa bán một bộ tăm bua thay thế nào cho khách hàng cả. Đấy là về phần cầu. Tiếp theo thì đến phần số mạnh. Số mạnh này thì nó là loại số loại 1. Loại này thì là loại sử dụng hai lò xo. Loại này có cân nặng rất là nặng so với cái số thường. Đây. Loại này của nó là cân nặng đây. Cân nặng là 8. 8,3 kg này. Để em nhặt cái số thường cho các bạn xem nhé. Đây, loại này là loại thường này. Loại thường thì có 7 kg thôi. Đấy nhá, đây là loại thường, còn đây là loại đắt này. Đấy. Thì hai thằng này cũng chênh nhau khoảng 6-70 nghìn. Tuy nhiên thì chất lượng nó sẽ khác hẳn. Đây là bản nhíp. Nhíp này thì nhíp hàng nhập, có gân tăng cứng. Hàng này là hàng 5 lá. Chiều dài là 75 cm. Nó dài hơn so với nhíp nội khoảng 3-4 cm. Có gân tăng cứng. Loại này thì tải trọng tốt hơn so với loại 5 lá cùng loại. Đấy, độ đàn hồi tốt. Phụ tùng thì rất là đầy đủ. Vẫn là 12 cao su, quang nhíp, đu nhíp. Đây, quang nhíp, ốc dài, mõ nhíp, gối cố định. Đu này là đu ốc 12 các bác nhé. Đấy, đu ốc 12, mặt bích dày. Số phụ màu vàng, số lùi màu vàng, loại tốt nhé. Các bạn mua số Yamaha thì nó sẽ màu khác đi một chút. Còn riêng cốt 17 quay rim thì nó số này. Bánh xe này là hàng bánh 500 chỉ 12. Bên em thì chuyên hàng vành hàng nhập này thôi. Vành này thì nó sẽ khớp với cái cầu của bên em bán, và nó tốt hơn ở cái độ gân tăng cứng này. Tại sao các bác xem những cái dòng ô tô xe tải nó dùng vành sắt ấy, nó đều phải làm những cái gờ này. Không phải là làm cho nó đẹp đâu, mà nó cứng hơn rất là nhiều so với cái vành phẳng. Và cái độ khó của cái gân này cũng khó hơn rất là nhiều so với làm vành phẳng các bác nhé. Đấy, khuôn mẫu nó rất là phức tạp và nó tốt hơn, cho nên người ta mới lại làm như thế. Bánh thì vẫn là lốp 512 thường thôi, ở cái dạng tải trọng 5 đến 7 tạ thì có thể dùng lốp này là được rồi. Khách hàng nào muốn siêu bền và ít phải thay thế thì mua loại Kasumila, nó đắt hơn. Tuy nhiên thì tải trọng vừa phải thì dùng loại này là được rồi. Đấy. Thì tổng thể của bộ này là như vậy. Đèn hậu vẫn là đèn led 12V, dài 20. Khách hàng có thể đổi sang bóng tóc, bên em đều có. Mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn có thể bỏ đi những phụ tùng, bên em là chuyên phụ tùng, cho nên các bác mua gì em bán cái đó.
không nhất thiết là phải bán cả bộ này, các bạn có thể mua trục trước trục sau, hệ thống lái 3 4 bánh bên em đều có nhé. Bộ này thì chỉ cần thêm phần cầu trước, nhíp trước, bánh trước và hệ thống lái vô lăng là sẽ thành xe 4 bánh thôi. Đấy, các bạn lưu ý nhé, bộ này có muốn lắp thành 4 bánh rất là dễ. Mua cầu trước, một đôi nhíp, một đôi bánh và một hệ thống lái vô lăng là xong. Đấy là thành xe 4 bánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.